Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Lee Myung Park và phu nhân, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã thăm cấp nhà nước tới Đại Hàn Dân Quốc từ ngày hôm nay đến ngày 10 tháng 11. Chuyến thăm của Chủ tịch nước lần này có ý nghĩa quan trọng nhằm tăng cường tình hữu nghị, sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, khẳng định chính sách nhất quán của Đảng, nhà nước ta coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược với Hàn Quốc. Vào trưa nay, Chủ tịch nước, phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nhà nước đã đến Seoul, thủ đô Đại Hàn Dân Quốc. Trong tiếng đại bác chào mừng, đón đoàn tại sân bay có các quan chức ngoại giao Hàn Quốc, đại sứ Việt Nam cùng đông đảo cán bộ nhân viên sứ quán. Ngay sau khi rời sân bay, lễ đón chính thức đã được tổ chức tại phủ tổng thống theo nghi lễ cao nhất. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Lee Myung Park đã đi duyệt đội danh dự. Lễ đón Chủ tịch nước diễn ra trang trọng và mang đậm màu sắc truyền thống dân tộc, thể hiện tinh thần trọng thị, mến khách của nước chủ nhà. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trên cương vị mới và cũng là chuyến thăm đầu tiên của Chủ tịch nước ta đến Hàn Quốc trong 10 năm qua. Quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc phát triển ngày càng tốt đẹp, đặc biệt là kể từ khi hai nước thiết lập khuôn khổ đối tác chiến lược năm 2009. Về chính trị, giữa hai nước thường xuyên duy trì các chuyến thăm và gặp gỡ cấp cao hàng năm. Riêng trong năm 2010, bên lề các hội nghị quốc tế giữa hai nước đã có 3 cuộc tiếp xúc cấp cao giữa Chủ tịch nước, Thủ tướng Việt Nam với Tổng thống, Thủ tướng Hàn Quốc. Cùng với đó là hàng trăm cuộc trao đổi đoàn các cấp. Về kinh tế, Hàn Quốc là đối tác quan trọng hàng đầu đối với Việt Nam. Hiện nay, Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam với hơn 23 tỷ đô la Mỹ vốn đăng ký, thương mại hai chiều, thể hiện sự sôi động trong quan hệ kinh tế với kim ngạch đạt 13 tỷ đô la Mỹ năm 2010, tăng gần gấp rưỡi so với năm 2009. Về hợp tác phát triển, Việt Nam là ưu tiên hàng đầu của Hàn Quốc. Năm 2011, Hàn Quốc cam kết tài trợ 411,8 triệu đô la viện trợ chính thức phát triển ODA cho Việt Nam. Hàn Quốc cũng là một đất nước được đông đảo người Việt Nam biết đến qua trao đổi văn hóa du lịch. Bên cạnh đó, hiện đang có hàng vạn người Việt Nam đang học tập và lao động tại Hàn Quốc. Tại Phủ Tổng thống, Chủ tịch nước đã ký sổ lưu niệm, chụp ảnh chung với Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân. Trong không khí hữu nghị, cởi mở và tin cậy lẫn nhau, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Lee Myung Park đã thông báo cho nhau tình hình mỗi nước, trao đổi ý kiến về quan hệ hai nước và các vấn đề khu vực quốc tế hai bên cùng quan tâm. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng và hài lòng trước sự phát triển nhanh chóng và hiệu quả của quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, nhất trí lấy năm 2012 làm năm hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc với hoạt động giao lưu phong phú nhằm kỷ niệm 20 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Hai nhà lãnh đạo đạt được nhiều nhận thức chung quan trọng về các phương hướng lớn và biện pháp cụ thể đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược giữa hai nước lên tầm cao mới và đi vào chiều sâu vì lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường các chuyến thăm và tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai nước dưới nhiều hình thức nhằm tăng cường sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, tăng cường đối thoại chiến lược và hợp tác thực chất trên các lĩnh vực ngoại giao, quốc phòng, an ninh. Hai bên hoan nghênh kết quả cuộc đối thoại chiến lược về ngoại giao, an ninh, quốc phòng cấp thứ trưởng ngoại giao lần thứ nhất vào tháng 4 năm 2011 và việc thiết lập đối thoại chính sách quốc phòng cấp thứ trưởng. Hai bên nhất trí tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước, sớm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 20 tỷ đô la Mỹ trước năm 2015 và hướng tới đạt mục tiêu 30 tỷ đô la Mỹ. Đồng thời tích cực hợp tác nhằm giảm dần sự mất cân bằng cán cân thương mại hai nước. Phía Hàn Quốc sẽ tích cực xem xét tạo điều kiện cho hàng hóa Việt Nam xuất khẩu vào Hàn Quốc, đồng thời thúc đẩy hợp tác công nghiệp toàn diện như kỹ thuật công nghiệp, các ngành công nghiệp hỗ trợ. Hai bên nhất trí kết quả báo cáo của nhóm công tác chung về nghiên cứu tính khả thi của việc đàm phán hiệp định thương mại tự do song phương. Tổng thống Lee Myung Park khẳng định Hàn Quốc coi Việt Nam là một đối tác quan trọng ở khu vực và là một trong những đối tác quan trọng trong chính sách cung cấp ODA của Hàn Quốc. Cam kết phía Hàn Quốc sẽ tăng vốn ODA cho Việt Nam trong những năm tới, nhất là trong các lĩnh vực xây dựng hạ tầng cơ sở, đào tạo nguồn nhân lực.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cảm ơn và đánh giá cao nguồn vốn ODA mà Hàn Quốc dành cho Việt Nam, khẳng định Việt Nam đã, đang và sẽ sử dụng hiệu quả nguồn vốn này. Hai bên nhất trí cùng nỗ lực tăng cường giao lưu nhân dân, bảo vệ và đảm bảo các quyền lợi chính đáng cho công dân của nước kia hiện đang cư trú mỗi nước, tăng cường hợp tác về tư pháp và lãnh sự, trong đó có việc thúc đẩy sớm ký hiệp định tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự. Hai bên đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả trong lĩnh vực lao động và dạy nghề thời gian qua và thỏa thuận tiếp tục hợp tác chặt chẽ nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực này. Hai bên bày tỏ hài lòng và nhất trí tăng cường phối hợp trên các diễn đàn khu vực và quốc tế. Hợp tác chặt chẽ góp phần giải quyết các vấn đề mang tính toàn cầu, phát triển bền vững, đối phó với biến đổi khí hậu, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, chống khủng bố quốc tế, duy trì hòa bình, ổn định, đảm bảo tự do hàng hải ở các vùng biển trong khu vực theo luật pháp quốc tế. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã mời Tổng thống Lee Myung-bak một lần nữa sang thăm Việt Nam. Tổng thống Lee Myung-bak cảm ơn và vui vẻ nhận lời.